của các quý vị đại biểu sau. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Tiến Dũng, Tổng biên tập tạp chí Nhiếp ảnh Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Anh Trung, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu bà Chu Thị Hải Yến, Phó trưởng ban thi đua tỉnh Thái Nguyên. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nông Văn Trân, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Hồng Cương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Vũ Nguyễn Ngọc Chi, Phó trưởng phòng quản lý bảo tàng Cục Di sản Văn hóa. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Huy Toàn, giám đốc bảo tàng tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Quang Đại, hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật miền Bắc. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Huy Kỳ, phó hiệu trưởng trường vùng cao miền Bắc. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Báu, giám đốc trung tâm văn hóa thể thao thành phố